Thông tin Quốc hội đã chính thức thông qua đổi căn cước công dân thành căn cước thu thập cả móng mắt vào cơ sở dữ liệu căn cước được người dân cả nước quan tâm. Vậy móng mắt là gì? Liệu chúng có thay đổi theo thời gian? Tại sao phải thu thập thêm móng mắt vào dữ liệu căn cước mới? Trong luật căn cước mới vừa được Quốc hội thông qua đã nêu rõ thông tin trong cơ sở dữ liệu căn cước gồm thông tin nhận dạng, thông tin sinh trắc học gồm ảnh khuôn mặt, vân tay, móng mắt, ADN, giọng nói, nghề nghiệp. Móng mắt là một trong những thông tin sinh trắc học phục vụ cho dữ liệu căn cước mới được nhiều người quan tâm. Có người cho rằng việc thu thập móng mắt là quan trọng, đặc biệt hỗ trợ người không thu nhận được vân tay như khuyết tật hay vân tay bị biến dạng, cũng có nhiều người thấy rằng chưa cần thiết, gây phức tạp. Bác sĩ Huỳnh Thị Bích Liễu, Phó khoa mắt bệnh viện Lê Văn Thịnh thành phố Hồ Chí Minh cho hay: Móng mắt là một cấu trúc mỏng, hình tròn, nằm trong mắt, có công dụng điều chỉnh đường kính và kích cỡ của đồng tử. Màu mắt được quyết định bởi màu của móng mắt, thường là xanh lam hoặc nâu. Móng mắt bao gồm hai lớp, lớp mạch sợi có sắc tố ở phía trước và lớp tế bào biểu mô chứa sắc tố ở phía dưới. Hình dạng của móng mắt khi khám trên sinh hiển vi sẽ có các sợi, các hốc, các thớ cơ sắp xếp hoàn toàn khác nhau, tương tự như dấu vân tay. Khi phân tích qua máy quét chuyên dụng, móng mắt ở mỗi người sẽ hoàn toàn khác nhau là duy nhất kể cả anh chị em sinh đôi, việc móng mắt giống nhau là rất hiếm có thể xảy ra. Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Đức Huy, khoa mắt bệnh viện Nhi đồng thành phố, thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết, móng mắt là phần tạo nên màu sắc của trong mắt. Ở người châu Á hay Việt Nam thường có màu nâu hoặc đen, còn một số người phương Tây có màu xanh. Móng mắt ở mỗi người là duy nhất, tương tự như dấu vân tay bác sĩ liễu cho biết thêm trong y khoa móng mắt thường không thay đổi theo thời gian trừ chấn thương mắt xuất huyết nội nhãn phù viêm do viêm màng bồ đào viêm móng mắt móng mắt sẽ định danh được mỗi cá nhân tuy nhiên với những nhóm người có thể bị thay đổi hình dạng và màu sắc móng mắt như nêu trên có thể tích hợp thêm dấu vân tay các dấu hiệu đặc trưng khác trên cơ thể khi máy quét chiếu vào mắt máy tính sẽ xác định các vị trí gồm đông tử móng mắt lông mi mí mắt Móng mắt là thông tin sinh trắc học được nhận dạng nhanh nhất và đúng nhất nếu chúng không bị thay đổi. Nhưng chỉ riêng móng mắt không thể định danh cá nhân một cách chính xác và đầy đủ mà cần tích hợp thêm vân tay, vết sẹo trên cơ thể, nhiều yếu tố khác để nhận dạng. Bác sĩ Liễu nói và cho rằng việc thu thập móng mắt vào cơ sở dữ liệu căn cước là rất cần thiết, khả thi. Dưới góc nhìn y khoa, bác sĩ Nguyễn Đức Huy cho rằng móng mắt sẽ cung cấp thêm các thông tin sinh trắc học định danh cho từng cá nhân phục vụ làm thẻ căn cước theo luật mới